To đây nha. Ôi, nó nhả rồi. Nó bị vướng dây nhả. Ủa này nhà mình còn hơi bị to anh em. To đó. Kệ làm một tí đã. To quá anh ạ. Ôi, bị to đấy. Anh em vừa thấy còn hơi vừa lấy ta to. Và đây quay nuôi ra đây tí cho anh em xem cho rõ nha. Cá lóc ở khu mình là hơi nhiều luôn. Mình phải câu qua đây tí, mình mới câu qua lại đấy thì mày đang được anh ạ. Chứ mình câu tiếp là nó không ăn này. Không biết con đó nó táp một cái nó vọt lên như thế, liệu nó có dám táp lại không biết anh ạ. Táp hơi bị đã đấy nhỉ. Còn thêm cái này nữa ở đây thì mình sẽ quăng qua lại rồi. Coi. Rồi anh em ạ. To luôn. Anh em ơi, con này to luôn. Con này hơi đã luôn. Đã luôn. Anh em ơi. Đã luôn anh ạ. Thấy chưa? Về không? Này. Điên xì luôn. Nhìn thấy đã không? Đấy. Này. Được chưa? Cá đặc lắc của tôi là hơi nhiều luôn. Vâng, xin chào tất cả các anh em đến với kênh Câu Cá Lóc Việt. Mình vừa câu được một con. To không anh em? Thấy không? Đấy. Khoảng mấy phát là nó chơi ngay. Cảm ơn anh em cũng đã xem video clip của mình. Anh em nhớ cho mình một like, tặng cho mình một đăng ký. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em nào yêu quý mình và thích câu cá lóc thì anh em mình cùng giao lưu, tất cả mọi người cùng thích bộ môn câu cá thì giao lưu và dành tặng cho nhau những cái like và những cái đăng ký. Cảm ơn anh em rất nhiều, và anh em nào có muốn câu cá lóc ở cái khu vực đây thì anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới. Mình còn sẽ hy vọng sẽ có dịp được chia sẻ tất cả những cái niềm vui, niềm đam mê này với tất cả mọi người, lan tỏa cái niềm đam mê con cá lóc. Ok, cảm ơn anh em đã xem video clip của mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ tiếp tục câu cho anh em coi. Ok. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé.